Ngày 8 tháng 3, sự kiện Tech to Ladies đã được bộ phận Enterprise trực thuộc tập đoàn IDG Asian tổ chức nhằm mục đích tôn vinh Ngày Quốc tế Phụ nữ và quảng bá cho triển lãm Việt Nam Consumer Digital World Expo sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây. Chương trình đã trao tặng 2.000 phần quà cho các bạn nữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện diễn ra ở trung tâm thương mại Vincom và khu vực nhà thờ Đức Bà, quận Nhất. Nhóm tổ chức gồm 20 bạn trẻ là nhân viên và cộng tác viên của IDG Asian, chia thành 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 7 người, đi tặng quà cho các bạn nữ đang vui chơi ở khu vực này. Đa phần những người được tặng quà đều bất ngờ và tỏ ra vui vẻ khi nhận được quà. Các thành viên tham dự chương trình cho biết, tuy rất mệt khi phải mang theo một thùng quà lớn và di chuyển liên tục, nhưng cảm giác mang đến niềm vui cho phái nữ trong ngày 8 tháng 3 thật tuyệt. Một trong những bạn nữ nhận được quà cho hay: em rất vui và bất ngờ khi mà nhận được món quà ngày hôm nay cho ngày 8 tháng 3 của mình. Được biết, ngoài mục đích nhằm tôn vinh phái nữ trong ngày 8 tháng 3, Tech to Ladies cũng mong muốn khơi dậy lòng đam mê đối với các sản phẩm công nghệ. Thông qua đó, các bạn nữ sẽ tham dự các triển lãm về công nghệ nhiều hơn. Trước đó, vào ngày 14 tháng 2, nhóm thực hiện chương trình cũng đã tặng quà cho gần 1.000 cặp tình nhân tại Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng.